xa tôi về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương. Chân nghe quen từng viên sỏi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng độ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Kính thưa tất cả quý khán giả của đài VBS Canada, hàng năm vào tháng 6, Hội Cựu Quân Nhân vùng Ontario đều tổ chức lễ kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, đồng thời cũng là dịp để gây quỹ giúp cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh tuổi thanh xuân cũng như một phần thân thể để bảo vệ cho quê hương và gìn giữ cho nền tự do dân chủ của miền Nam Việt Nam trước 1975. Xin mời quý vị hãy cùng Diễm Hương theo dõi chương trình phóng sự của đài VBS Canada. Em ơi, ta đưa ta đến đỉnh tuyệt vời, đêm lạc loài, giấc ngủ mồ côi. Người đi chưa đợi sáng, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui dù xuống. Quê hương và bé nhỏ tình này ngẩng trông đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Gây quỹ giúp cho các thương phế binh ngày hôm nay. Kính chào anh Khoa. Được biết là hôm nay chúng ta sẽ có buổi gây quỹ đặc biệt giúp cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Xin anh có thể cho quý khán giả của đài VBS được biết thêm chi tiết làm sao để ủng hộ cũng như cái chương trình này kéo dài bao lâu ạ? Chương trình này liên tục trong năm, nhưng mà mỗi một năm là nhân ngày quân lực có một cái chương trình trả vũ gây quỹ cho thương binh ở Việt Nam. Năm ngoái 2023 chúng tôi đã gây quỹ được hơn 20.000 đô la Canada và đã gửi về Việt Nam 150 hồ sơ, tức là mỗi hồ sơ 100 đồng cho thương binh ở Việt Nam, và chúng tôi tiếp tục gửi đều đặn trong năm. Năm nay 2024 chúng tôi đang gây quỹ và có yêu cầu đồng bào ủng hộ mỗi gia đình 100 đồng một thương phế binh. Dạ vâng, thì được biết là mình không biết mình bây giờ mình có khoảng bao nhiêu thương phế binh và vẫn còn đang giống như là còn đang ở Việt Nam mà mình cần giúp đỡ ạ. Cái chuyện đó thì không có một số liệu chắc chắn, nhưng mà chúng tôi nghĩ là có người thương binh hồ sơ là chúng tôi gửi về cho mỗi thương binh ít nhất là 100 đồng. Thì như anh biết là khi mà mình
ở Việt Nam có cái dòng Chúa Cứu Thế cũng đã có những cái buổi gây quỹ và giúp ngay cho người Việt Nam ở Việt Nam. Nhưng mà theo Diễm Hương được biết thì cái chương trình này đã bị đàn áp, chính quyền Cộng sản đã cấm cản. Thì bây giờ mình có cái biện pháp nào để mà mình gửi tận tay các thương phế binh mà không bị chính quyền ngăn cản hay không ạ? Lúc trước thì có một người tình nguyện nhận tiền đây phân phối cho thương phế binh Việt Nam. Hiện giờ có một người mới cũng đã nhận tiền, mỗi lần chúng tôi gửi về 2.000 để anh ấy phân phối cho thương phế binh. Dạ vâng, vậy cảm ơn anh. Và bây giờ cho những người mà không có tham gia ngày hôm nay thì không biết làm sao để mà họ giúp đỡ, có thể liên lạc với ai hoặc là địa chỉ nào ạ? Ở trong poster và trong báo chí có để địa chỉ và cách gửi chi phiếu về cho thương phế binh và chúng tôi gom góp lại và sẽ phân phối về Việt Nam. Dạ vâng, thì như anh nói là cái này mình không có hạn chế mà mình gây quỹ quanh năm, cho nên bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể đóng góp. Và khi mà số tiền mình thu được bao nhiêu đó thì mình cứ gửi từ từ về, phải không ạ? Dạ đúng vậy, hiện giờ chúng tôi còn tồn quỹ một số tiền nhỏ, nhưng mà chúng tôi nhập thêm cái quỹ kỳ này, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi về cho nó hết. Vâng, cảm ơn anh Khoa rất là nhiều và hy vọng với buổi gây quỹ ngày hôm nay chúng ta sẽ có được thêm một số tiền khả quan để ấm lòng cho các thương phế binh vẫn còn kẹt lại. Cảm ơn đài VBS đã tham gia chương trình này. Sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
nhớ tổ tiên đã hy sinh biết bao xương máu để dựng nước, một phút mặc niệm để tưởng nhớ các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến tranh để bảo vệ miền Nam tự do trước sự xâm lăng của Cộng sản, một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn người đã chết trên đường vượt biên vượt biển, các tù nhân lương tâm đã và đang trong lao tù Cộng sản, một phút mặc niệm bắt đầu. Mở đầu chương trình thôi, sau này là sẽ tiếp tục báo cáo
là cái danh sách mà hiện cỡ của hướng minh năm nay nó dài lắm, sẽ có các cái chiêu lũ để đọc từ từ và các cháu sẽ phóng live show lên những danh sách quý vị đã đóng góp. Nhưng ban tổ chức xin quý vị cho chúng tôi một phút thôi để cảm ơn hai người top đã ủng hộ ngày hôm nay, và chúng tôi có hai món quà để đến cho hai nhân vật đó. Trong đó ai cũng rất là cố, và thì các ông có bà, nhiều khi ông ủng hộ mà không có bà bằng lòng khó lắm, cho nên chúng tôi cảm ơn mấy bạn trước, cả ông cả bà luôn. Cũng là anh cho một người, lần sau mình kia cũng cho. Dạ đúng rồi, mình có 4 món quà nữa chị Thông. Và trước hết tôi xin được giới thiệu hot của cây Việt hôm nay, đó là cộng đồng người Việt quốc gia chủ tịch Hà Quyên với 5.500 đồng. Wow. Xin mời ông bà Hà Quyên lên đây, chúng tôi có món quà cho hai ông bà. Cái nón này do Hồ Phụ Nhân tìm tay, có lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mình lên trên nó. Ông bà Đỗ Kỳ Anh, Voi Canada, 2.500 đồng. Kính mời ông bà Đỗ Kỳ Anh đến đây nhận món quà của Hội Phụ Nhân. Cảm ơn anh xin mời ông Chủ tịch lên lần nữa. Dạ. Ô, của bác gái. Ô, chị Lê Khắc Hồng Quỳnh là má của Vy Anh. Thêm 500 nữa. À, của Quỳnh Tiên là bà là bao nhiêu? Còn nào là chị hay là em Vy Anh? À, em Vy Anh, như vậy là tổng gia đình của Vy Anh là 3.000 đồng. Xin ông chủ tịch tặng món quà lưu niệm cho bà Đỗ Vy Anh. Gửi về cho 150 hồ sơ chứng minh tại Việt Nam, và chúng tôi còn lại một số tiền tồn quỹ và tiếp tục gửi về cho chứng minh ở Việt Nam. Đại diện Hội Chứng minh Quân đội Việt Nam Hoàng Gia Vô và thay mặt anh em chứng minh, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ và yêu ái của quý vị đến anh em chứng minh. Sự thành công của chương trình này phần lớn do sự ủng hộ và giúp đỡ của quý vị. Chương trình gây quỹ của anh em chứng minh đã biểu hiện tình đoàn kết dân quân tại chúng ta vô. Chúng tôi cầu mong quý vị tiếp tục hộ chương trình gây quỹ và chúc quý vị một buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn quý vị. Ôi nơi nào phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấm thân buồn. Anh khắc lại đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương. Quán năm mùa đông, nên mắt đẹp mướt, nên tóc đẹp mướt, nên em mềm như mây chiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
in my bed. He kissed me on my head and until all my grave was said. Growing up with him would ease it, I just flew on by. The year began to fly, he aged and so did I. What can you tell? My mother wasn't well. Papa knew and living now, so did she, so did she. When she died, Papa broke down and cried. All he said was, God, why not take me? Every night he said it, sleeping in his rocking chair. He never went upstairs, oh, because he wasn't there. And one day my mama said, son, I love the way you grow. Make it on your own, I'll be okay alone. Tham gia ủng hộ của các quý đồng hương, hy vọng những đóng góp của ngày hôm nay sẽ mang lại được niềm an ủi cho rất là nhiều các thương phế binh, những chú những bác đã cống hiến một phần thân thể cũng như đã giúp cho chúng ta có được nền dân chủ tự do trong những năm trước 75 và sau 50 năm. Hy vọng các chú các bác vẫn có một cái niềm an ủi là những người ở bên đây không hề quên đến công ơn của các chú các bác trong những năm qua. Cảm ơn tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình phóng sự kỳ tới.